Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay chị Heo Sinh sẽ review tập phim Làm vườn với găng tay cho mướn. Cùng bắt đầu thế nào. Bầu trời thật trong xanh với những chiếc lá đỏ của mùa thu thật đẹp. Nobita và Doraemon đang ngồi câu cá. Có vẻ như Nobita cũng không kiên nhẫn được lâu. Ngồi một tí thì đã chán rồi, cậu lại nằm dài ra thảm cỏ. Còn lấy lý do hôm nay có thể là cá đi nghỉ lễ rồi nữa chứ. Doraemon quyết tâm sẽ câu thật nhiều cá để cho Nobita xem. Nhưng lúc này cậu chợt nhớ ra mình có việc quan trọng phải làm. Nobita liền nói Doraemon muốn chạy trốn nên cậu ta đành phải lấy bảo bối ra. Đó chính là hơi ga găng tay. Khi xịt cái bình này ra một làn khói xanh, Doraemon đưa tay vào đó. Thế là làn khói đã biến mất và cậu ta đã có một cái găng tay rồi. Lúc này Doraemon đã làm động tác câu cá và rút tay ra. Cái găng tay sờ sẽ thay thế cho cậu ngồi câu cá rồi. Rồi Doraemon lại chạy đi về mất để Nobita ở đó. Nobita thắc mắc với cái bình xịt này một lúc. Sau đó cậu lại quyết định đi về. Cậu vừa bước chân vào thì gặp mẹ. Cậu liền chống chế là mình đang chuẩn bị làm bài mà. Nobita xịt cái bình vào tạo một đôi găng tay. Rồi cậu ta làm động tác đang viết bài tập, sau đó nhanh chóng rút tay ra. Giờ thì nằm chờ đôi găng tay này làm bài tập giúp mình thôi. Nobita chợt nảy ra suy nghĩ, có bảo bối tốt này rồi mà nằm ở nhà thì hơi phí đấy. Thế là người đầu tiên cậu ta muốn khoe chính là Shizuka. Khi tới nhà của Shizuka, không thể chơi với Nobita được vì cô đang phải tập đàn piano, nhưng cô thích chơi violon hơn cơ. Sẽ giúp Shizuka ngay. Cậu ta xịt cái bình ra và nói Shizuka hãy đưa tay vào. Shizuka không biết phải làm gì với đôi găng tay này nữa. Nobita liền nói hãy ngồi đánh đàn và nhanh chóng rút tay ra. Đôi găng tay sẽ tự đánh đàn và nghe tiếng đàn thật tuyệt vời. Nhưng Shizuka vẫn không muốn đi với Nobita vì cô đã có hẹn với Denki Sugi rồi, chẳng có gì phũ phàng hơn nữa. Nobita bực mình đi về. Vừa đi ngang qua bãi đất trống thì nghe tiếng hát như sấm kêu, chắc chắn chỉ có Chai An thôi. Đi lại gần thì thấy bọn Suneo đang phải chịu sự tra tấn bởi giọng hát đó. Khi bài hát vừa kết thúc, mọi người vỗ tay cổ vũ rồi tìm cớ chuồn về, nhưng Chai An không cho, vì không có ai cổ vũ thì cậu ta làm gì có tinh thần để hát. Lúc này thì Nobita nhảy ra, cậu nói có cách này và sau đó xịt cái bình vào tay cho các bạn. Bây giờ thì vỗ tay và rút ra. Chai An có những tiếng vỗ tay tạo tinh thần nên đã cho phép các bạn của mình được giải tán. Lúc này Nobita lại được bọn Suneo cảm ơn vì đã giúp họ thoát được giọng ca tử thần của Chai An. Nobita mới nảy ra ý nghĩ rằng sẽ vì nước, vì dân, vì nhân dân mà phục vụ. Ai có việc gì khó thì cứ đến tìm Nobita. Cậu ta cho cái găng tay ra, cầm khẩu hiệu và ngay lập tức đã có người tới nhờ cậu giúp dắt chó đi dạo. Rất dễ dàng, chiếc găng tay dắt chó đi dạo và một người nhờ cậu hãy tạo ra chiếc găng tay để khiêng thùng hàng, cậu cũng liền xử lý được. Sau một hồi, số người tới nhờ khá là đông. Có người thì muốn đi mua sắm, có người thì muốn sơn tường, người thì muốn tưới cây, có người thì lại cần người để chơi cờ cùng mình và rất rất nhiều người khác đang đứng chờ nữa. Mọi người thi nhau xếp hàng. Nobita sẽ giúp mọi người hoàn thành những việc của họ muốn làm. Khi mặt trời đã lặn thì Nobita cũng đã xong hết các công việc của mình. Cậu ta đang cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã giúp được rất nhiều người. Nhưng vừa bước vào trong phòng thì cậu đã thấy đôi bàn tay của mình đang làm bài tập, nhưng mà nó chỉ vẽ vời lung tung và tô kín cuốn vở. Nobita hoảng quá muốn cản nó lại, không ngờ đôi bàn tay ấy muốn vẽ cả lên người cậu luôn. Doraemon lúc này cũng đã xong việc, cậu vừa đến chỗ câu cá, có thật nhiều cá quá đi. Cậu liền dùng một chiếc bình xịt khác, chính là xịt khí giải thoát cho đôi găng tay kia và nó đã biến mất. Bây giờ thì về nhà thưởng thức những chú cá tươi ngon thôi. Khi vừa bước chân qua cánh cửa thần kỳ, cậu liền thấy Nobita và đôi găng tay kia đang giằng co với nhau. Doraemon đã dùng bình xịt khí giải thoát để giúp cho Nobita, nhưng khi nhìn thấy cái bảng mà Nobita đã viết thì Doraemon cũng hết hồn. Chuyện rắc rối lớn rồi đây. Những đôi găng tay kia không chịu nghe lời và dừng lại, khiến cho mọi người trở nên bế tắc và mệt mỏi hơn. Bây giờ phải dùng bình xịt để đi giải thoát cho những đôi găng tay kia. Chai An cũng không vô được trong nhà vì mẹ cậu ta đã nhốt ở ngoài vì lý do là những đôi găng tay kia cứ vỗ tay liên hồi rất là ồn ào. Con chó thì cứ bị dắt đi ngoài đường hoài, mặc dù người chủ của nó đã muốn lôi nó về nhưng đôi găng tay lại lôi cả chủ và chó đi luôn. Một đôi găng tay khác cũng không chịu dừng lại, nó sơn kín cả cửa xe cộ và đường đi và cả người cũng bị nó sơn luôn. Rồi cả những người đi siêu thị bị đôi găng tay khiến cho mỏi mệt, ông lão cũng kiệt sức cong cả lưng. Khi chơi shogi muốn ngừng nhưng đôi găng tay không chịu, cả đôi găng tay tưới nước cho nhà bà lão. Bây giờ nó đã tưới khu vườn như cây ao luôn rồi và còn quá nhiều người không thể giải quyết được. Doraemon đành phải bất lực và nổi khùng lên với Nobita, nhưng cậu ta vẫn cho là mình đã làm đúng. Doraemon giận dữ, Nobita tự đi mà giải quyết một mình đi. Nobita lúc này chợt nảy ra một ý, cậu ta lại mượn bình xịt ga găng tay một lần nữa. Doraemon tó hỏa, cậu vẫn chưa sợ hay sao, nhưng vẫn đành phải cho cậu ta mượn thôi. Nobita liền dùng chính đôi găng tay đó cầm bình xịt đi giải thoát để giải quyết những chiếc găng tay còn lại. Lúc này Doraemon cũng phải nề phục vì khả năng tận dụng bảo bối của Nobita thôi. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.